Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính đưa các cụ, các đạo hữu cùng gia đình hiếu chủ. Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng thời gian 49 ngày, đó là điều rất quý kính. Đây cũng là noi theo trong kinh dạy mà Phật tử làm theo. Như thế thì rất đúng, không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi tụng niệm, mọi người phải thành tâm tha thiết, đem hết lòng thành để tụng niệm cầu nguyện. Được thế thì người tụng niệm được lợi lạc, mà hương linh cũng được phần nào lợi lạc. Theo kinh Địa Tạng nói, người chết sau 49 ngày gọi là trung thất, thì vong linh của người mất tùy nghiệp mà thọ sanh chiêu cảm quả báo. Nếu hiện đời tạo nhiều điều lành thì sẽ thọ sanh về cảnh giới an lành, ngược lại thì thọ sanh vào cảnh khổ. Tùy chỗ tạo nghiệp thiện ác mà thọ sanh qua các loài và các cảnh giới sai biệt trong vòng 6 đạo luân hồi. Cũng chính theo lời dạy này mà Phật Tổ thường hay cúng trai tăng vào ngày trung thất. Mục đích là nhờ sức chú nguyện của chư tăng ni, gọi là đức chúng như hải, mà hương linh thác sanh về cảnh lành. Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi, vì cầu siêu có nghĩa là cầu mong vượt qua, từ cảnh giới tối tăm sầu ác vượt qua đến cảnh giới tốt đẹp an lành. Hiểu theo nghĩa đó thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu cho chính bản thân ta, đồng thời cũng cầu siêu cho mọi người luôn luôn được sống trong an lành. Theo ý nghĩa đó thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu cho ta và cho người mãi mãi thoát khỏi khổ đau để được an vui giải thoát, chứ không phải chỉ trong phạm vi 49 ngày thôi. Vì thế, sau 49 ngày, Phật tử và những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật tử cũng nên tụng kinh niệm Phật để cho hiện đời mình được an lạc và đời sau cũng được an lạc. Và sau mỗi lần tụng kinh niệm Phật như thế thì Phật tử cũng nên cầu nguyện cho hương linh thân nhân của mình cũng như cho những vong hồn khác. Rộng ra là cho cả pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều chọn thành Phật đạo. Đây là thể hiện tấm lòng từ bi vị tha của người Phật tử. Như thế cũng là rất tốt đẹp vậy. Ý nghĩa của nghi lễ cúng 49 ngày, vì Phật giáo cho rằng không phải con người chết là hết. Sau khi xác thân này hư hoại thì thần thức tùy theo nghiệp báo mà tái sanh vào các cõi tương ứng với nghiệp nhân mà người kia đã gieo tạo, ngoại trừ các bậc đại giác như Đức Phật, các bậc Bồ Tát, các bậc A-la-hán đã cắt đứt dòng tham ái, đã thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thế giới tỉnh thức này không chỉ có cảnh giới con người mà còn có các cảnh giới khác nữa. Nếu tính từ dưới lên thì có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân và thiên. Như vậy, cúng 49 ngày thật sự có ý nghĩa chỉ đối với những người đã mất, chưa quyết là được tái sanh về cảnh giới nào, hoặc đang trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh của thân trung ấm. Việc cúng cầu siêu như vậy có tác dụng nhắc nhở, gợi cho người quá vãng hướng tâm về các thiện sự đã làm, hoặc thiết tha thực hiện những tư tưởng tốt đẹp, nhờ đó thần thức được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, có làm việc cầu siêu cho người quá cố thì sớm làm trong 49 ngày thì phước đức lành đó mới mạnh. Không phải nói như thế là qua 49 ngày mà làm thì không có công đức gì, mà công đức đó người quá cố gặt được rất ít, phần còn lại đều là về của người đang làm. Cho nên quý Phật tử muốn cầu siêu thì sớm làm trong vòng 49 ngày, vì theo Phật giáo, sau khi 49 ngày thì đã phân định, giống như phiên tòa ở nhân gian đã xử xong rồi. Trong 6 đường phải đi thì người đó sẽ theo nghiệp lực của chính họ mà sanh vào một trong 6 cõi đó. Cho nên làm công đức cầu nguyện cho người thân quá cố thì hãy làm trong vòng 49 ngày. Đó là ý nghĩa của đàn cúng ngày hôm nay. Thánh ngũ bài.
bí quan trần tiêu mình giới pháp lực đề tê bát nhã hàng tiếp thân linh hồn nhiên tuệ cử đường đường phá phong ngọc hào quang giờ đặt nó linh nhân hưng vạn thiền quá khứ lịch sử như lai vị độ quần nghe hiện tại kim sinh vị bồ tát nghe quá từ quang ưu thiết lộ nhất tuệ nhật ưu thiết vi huệ chúng sinh nhập chính giác chi côn độ khổ tu đạt bồ đề chi độ có khả năng tỉnh tăng nhân huyện liên thành xã an cư thôn kim thần sáng chủ hoàng đức vinh hoàng văn thắng hoàng văn chiêm hoàng văn công hoàng văn minh cung thừa mẫu mạnh nguyễn thị xu hôn từ nguyễn thị nguyên ngô thị thị vũ thị mai anh nguyễn thị tình đỗ thị hồng phi hoàng thị hoa tôn nội hoàng minh tấn hoàng thị như vân hoàng thị việt tà hoàng thị Vân Anh Hoàng Đức Tài Hoàng Thị Huyền Trang Hoàng Xuân Mạnh Hoàng Thị Minh Thi Hoàng Thị Hồng Minh Hoàng Thu Hiền Hoàng Hiền Mai Bùi Hồng Anh Tôn Tê Nguyễn Thành Dương Vũ Văn Việt Dũng Nguyễn Văn Đàn Tăng Tôn Nguyễn Đức Vũ Việt Dũng Nguyễn Văn Đạt Tặng Tôn Nguyễn Đức Chí Nguyễn Đức Minh Vũ Việt Nhật Nam Nguyễn Hoàng Hải Đăng Nguyễn Hoàng Hải Phong Vũ Tường Chi Vũ Tường Vi Hợp Đồng Dương Môn Kiến Bằng Phục Vì Chính Kiến Vong Linh Hiển Tạo Hoàng Quý Công Tử Quý Thủ phủ quân nguyên mạnh sinh ngư đinh máu liên Thủ sinh hưởng cộng thọ kiểu thập bát tế đại hạn giáp thì là niên tam nguyện Thập nhất nhật ngũ thời mạnh chung Duy nguyện nhất chiêu dịch phách vạn cổ tràng nguyên Nguyện lạc hoa tàn tràng đoạn nam kha chi mộng Vân thủ nguyên hồn quy tử ly chi hương Văn bảo đạc di lai lâm trường thần pháp nhị dân chi Giác võ đạo tràng thủ tư vũ tràng lâm Duy nguyện hồn như tái nhật phách nhập sinh thời Bằng pháp lực dĩ đề huệ trường Phật tử nhi tiêu dân Giác võ đạo tràng thủ tư vũ tràng lâm xuất thi sinh tử nhập hoàn nguyên độc lõ đường đường chia chiếu hiền chân tính bản lai nguyên bất diệt nhất luân nguyệt lạc bất ly thiên kim liên kim nguyệt kim nhật kim thời kế gia trai chủ đi đồng nam tín nam tử hôn tử nữ tử y tế tử cùng các cháu nội ngoại hòa hàng anh em thân quyến đặng ân cần từ xưng phục vị chính kiến chân linh hiền khảo hoàng quý công tử vi thủ phủ quân tiểu trung phủ tiên tổ tiên hoàng văn kế chân linh hoàng văn mẫu mới chân linh hoàng văn cật chân linh hoàng văn ngật chân linh hoàng văn ngân chân linh việt sĩ hoàng văn cân chân linh tiểu nhi vũ việt hoàng chân linh hoàng văn đỏ chân linh thủ đà vũ thị mậu chân linh nguyễn thị đầm chân linh nguyễn thị dũng chân linh hoàng thị ngân chân linh phạt tập hội đồng gia tiên
cao trò khảo cao trò tiểu thúc báo huynh đệ cô nhi kỳ gọi đồng mà dọn trai đàn siêu sinh tịnh độ duy quyền liêu cách thương quan tùy thể thủy ấp hồn ám phủ tạ tim hà tài giá thảo ngàn hoa bán địa sâu trường phật lực dĩ thiếp linh tiểu trai đàn nhi thích pháp giá phó đạo tràng thủ tư già hương la triệu thỉnh an tọa chân ngôn cảnh đương chỉ a tụng sĩ kim cứ Việt Nam quốc Hà Nam tỉnh thành Liêm huyện Liêm thuận xã An Cư thôn cung thờ thân mẫu Nguyễn Thị Xu Nam trưởng Hoàng Đức Vinh Nam thứ Hoàng Văn Thắng Hoàng Văn Chiến Hoàng Văn Công Hoàng Văn Minh Quân Tử Nguyễn Thị Nguyên Ngô Thị Yên Thủy Vũ Thị Yên Minh Anh Nguyễn Thị Tình Đỗ Thị Hồng Duy Hoàng Thị Hoa tên đã đổi Hoàng Minh Tuấn Hoàng Thị Như Vân Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Thị Vân Anh, Hoàng Đức Tài, nữ tử Hoàng Thị Hoa, Huyền Hoàng Thị Huyền Trang, Hoàng Xuân Bạch, Hoàng Thị Vinh Trang, Hoàng Thị Hồng Ngân, Hoàng Thu Huyền, Hoàng Huyền Mai, Bùi Hồng Anh, Hồng Tuân Thế, Nguyễn Thành Dương, Vũ Việt Dũng, Nguyễn Văn Đạt, Tăng Tôn Nguyễn Đức Chí, Nguyễn Đức Minh, Vũ Việt Nhật Nam, Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Hoàng Hải Phong, Nguyễn Tường Chi, Vũ Tường Chi, Vũ Tường Vi, Thập Đồng Tử Tôn Hồn Tê Đồng Gia Tương Nguyên Đăng, Vương Vị Chính Tiết, Hiển Khảo, Hoàng Quý Công, Tử Huy Thủ Phú Quân, Nguyễn Bạch Sinh Đình Báo Điện, Quậy Việt Nhật Thời, Thủ Sinh Hưởng Thượng Thọ Kính Khẩm Phát Vế, Đại Hàn Giáp Thị Thiên Tam Nguyệt, Hợp nhất đã nhập mùi thời bệnh trung, tiểu trung phủ tiết tổ tiên cụ Hoàng Văn Kê Chân Linh, cụ bà Hoàng Thị Đẩm Chân Linh, cụ Hoàng Văn Bó Chân Linh, cụ Hoàng Văn Cẩn Chân Linh, cụ Hoàng Văn Cẩn Chân Linh, cụ Hoàng Ngân Chân Linh, cụ bà Nguyễn Thị Đúc Chân Linh, Hoàng Thị Ngân Chân Linh, liệt sĩ Hoàng Văn Cân Chân Linh, Hoàng Văn Đỏ Chân Linh, Tiểu Nhi Vũ Việt Hoàng Chân Linh Phá Cầm Cao Tặng Tổ Khào Cao Tặng Tổ Thị Vô Di Thị Quỳ Pháp Vinh Đề Đồng Lai Cộng Thiết niệm chân linh sinh thiện dương thế na chi thiện ác chi phương một thảo âm phi cử chắc thăng chẳng chi độ có dục thân tiến bạc dụng trả siêu thăng căn thủ kim nguyệt cát nhật Tu thiết trai đàn thu viên nhi tam cả sở tiên nhi văn sinh vào gia môn nhi các khánh bản đàn đệ tử đắc thứ lai từ thân án giao qua phụng hành pháp ma sự bằng pháp lực tiếp dẫn linh hồn u khổ thoát ly siêu đăng bỉ ngạn vi tự hào thiền hành cùng đẹp nhất đạo thượng đạt thành hoàng giữa giả chi hồn đồng thần an hạ phục khất khăn tường chữ ý cẩn vận tử tâm khai báo chư tướng vu học thuộc siêu phát triển kiểm chính kiến vong hồn dưới phó trai đàn lĩnh chiêm công đức như ngẫm sở tại chi tình chi xứ bất đắc vãng sinh trở lại đi chi tâm điệp đao phụng hành hộ chỉ công đức hữu điệp thượng thành hoàng chúa giả chi hồn đồng thần an hạnh thành kế tứ giáp thìn niên ngũ nguyện sơ nhị nhật lễ chủ tâm thành khấu đầu thượng tấu thượng lai văn sớ nguyên cảnh chu sớ đối thiên điển đã chuẩn bị sơ mông hóa bách
niệm quang âm, chi dĩ mãi ta thế sử vô hòa thượng, đường pháp nhất khuynh đắc tuyển hạ thuê thẳng chi à vật à. Tiệm bốn à, bất khải vi nhân gian chân tịch chi hương tội phúc thăng hình tan trầm pha chắc hoặc tiên bảo chất pháp thần du an lưỡng chi hương hoặc bệ thượng thao sinh túc tê lăng xa chi cảnh à. Hoặc nhiếp phong đô giới nội hoặc sinh kham nhãn quốc chung cô ngộ thê lương thức thần phán phất tiền lộ minh minh ưa ảnh hưởng ưu hồn an ân cách dương quang nhập phi mã phật dĩ tử vi dự tiếp vong linh lai pháp ma tịch yêu chủ đạo thành phục. Gia chủ thành tâm lễ tạ Phật thánh tam bái. Trung phi thì kim cổ hà thù thần công bất vận dưỡng phu
phương thánh lực, viên dòng na ra na cách tùy duyên ứng hóa thăng thiên kiểu địa tượng. Sát ta na phó tạm vi linh cứu thủ độ sinh nhi khoảnh pháp. Lai tử phi phong cứ như xiết điện hương hoa. Nhất tâm phụng thỉnh khiu lai thủy phù nội xuất nhập tại ba tâm tam sơn lãng nguyện dĩ yêu kiều kiều quyết tinh cung ngư vi nhiễu thủy phù môn hạ tâu sự nhật trị công tạo phiêu liêu mãnh liệt chư giả kinh ngưỡng không hành phù quan nhất thiết bộ thuộc thanh chúng phi nguyện thượng tuân như lai giáo sắc khả mãn tín chủ khẩn tình lai tự phi phong cứ như chế điện nhau đã xuất từ tám giới công nghệ tứ châu thị hiện thiên nam thính phân văn dương dương tài thượng ứng ai hiện hóa đạo tất thông cầu di tất ứng diện như mãn nguyện bạch hào quang tống sớ kỳ sớ đạo thần tuân như lai thần tuân Thích Ca Như Lai Di Giáo đệ tử thần hoàn thành cung phệ thủ nút bạch bái trần tử minh bạch thượng ngôn cận đấu vi mà kiếp đi hạ thiên tứ kiều trai tuần phật báo ân thả độ tổ tiên kiệt cấm chiêu lương thanh quân lợi sự gan di kim ma tứ việt nam quốc hà nam tỉnh thành tiêu quyền được thật xã an cư thôn cung thờ thân báu nguyễn thị xu nam tử hoàng đức vinh hoàng văn thăng hoàng văn chiến hoàng văn công hoàng văn minh côn tử nguyễn thị nguyên ngô thị thùy vũ thị minh anh nguyễn thị tình đỗ thị hồng thúy nữ tử hoàng thị hoa tôn đội hoàng minh tuân hoàng thị như vân hoàng thị việt hà hoàng thị vân anh hoàng đức tài hoàng thị Huyền Trang, Hoàng Xuân Bạch, Hoàng Thị Minh Trang, Hoàng Thị Hồng Ngân, Hoàng Thu Huyền, Hoàng Huyền Mai, Bùi Hồng Anh, Tôn Tê Nguyễn Thành Dương, Vũ Việt Dung, Nguyễn Văn Đảm, Tạch Tôn, Nguyễn Đức Cơ Chi, Nguyễn Đức Cơ Minh, Vũ Việt Nhật Nam, Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Hoàng Hải Phong, Vũ Tường Chi, Vũ Tường Vi, hợp đồng tử tôn hôn tế đồng dương môn quyết đại phục vị chính tiết hiền khảo hoàng quý công tử huy thủ phủ quân nguyên bạch sinh đinh báo niên quầy nghiệp nhật thời
Thu sinh hưởng thượng thọ cửu thập bát tuế, đại hạn giáp thìn niên tam nguyện thập nhất nhật hồi thải bạch trung tiêu trung phù tiết độ tiên thỉnh cụ hoàng văn kê chân linh cụ nguyễn thị đẩm chân linh cụ hoàng văn bố chân linh cụ hoàng văn cảnh chân linh cụ hoàng văn cảnh chân linh cụ hoàng văn ngắn chân linh cụ nguyễn thị đúng chân linh cụ hoàng thị ngân chân linh liệt sĩ hoàng văn ngân chân linh hoàng văn đỏ chân linh tiểu nhi vũ việt hoàng chân linh khả cập cao thẳng tô khảo cao thẳng tô thị ba thu bình đệ cô di thị muội đồng trượt trai đàn quân chiêu lúc cảnh cần thủ kim ngạch cát ngạch kiên thỉnh tuyệt lưu tiểu vũ giả sư khải kiên trai đàn thuyền phật báo ân cầu vong siêu độ sự chúng cá ngưỡng tôn thần tuy nhiên hạ chi quyền hành quản chư phương chi chúa để thần minh chính kiểu chiêu đàn thiện ác chi vô tư hiền hát uy linh phúc thiện hạ nhân nhi hữu chuẩn tam hiếu sở sự cam đức văn chi vi thường hợp ảnh vị đẹp thất đạo thượng đạt tọa hạ phục khách khang trưởng sự lý cần vạn từ tâm kha ủng hộ đàn tràng phương dương phật sự công quang tín thủ phúc hợp gia môn nhất thiết sở cầu tất gia quả tại khu chi địa trà hữu địa thượng thiên hạ đô đại thành hoàng đại vương tiểu hạ quốc giới thành hoàng thì chưa tế tử hạ kim nhiên thái tuế chí tôn thần như cảnh thành hoàng bàn thổ tối linh đại vương tử hạ tử tông sứ giả danh công tào Lý Văn Minh công tạo cao tế dân hẹp công tạo lâm nhân thanh tài công tạo hoa phổ hương chuẩn giới công tạo tiêu công nô cung giới công tạo tiền nhiên thì hạ giới công tạo tiền nhiên ba chuẩn giới công tạo trợ tử trung đẳng tê vừa chạm thành đơn điệp thiên đình phạt tại chứng minh công đức tuế thứ giáp thì viên ngũ nguyệt sơ nhất nhạc thiên ca như là di giao đệ tử thần phụng hành tiếp nhận chân linh nha thảo dược giới thác ôn ti tội phục hà bằng thác trầm bằng chắc tư niệm phù lao đặc thân tiên bản do thị phật hương triệu thịnh tư kiểu trai phần thị phật báo ân hà độ tổ thiên kiền siêu dương khách quân lợi sự bản đàn thần lực đắc tử lại thị khẩn đáp giáo khoa phục hành pháp sư các nhân siêu đăng tịch thị cảnh đắc tử lại thị Phật quốc lưu đi tiếp dân phong hồn siêu đăng tịnh cảnh địa phủ trở phong nhân chúa giả di hồn án hạ đại thần thông được hộ trì công đức nguyên đa định thiên nhân đạo thượng giới trung địa phủ giới trung tam thập lục ngục cầm vô lượng ngục thất thập nhị tài danh sơn đại xuyên thành hoàng xã miêu hộ khẩu quan nhân phạm thịnh hạ sư câu đắc vong nhân siêu đăng tịnh cảnh thật chỉ phóng quả thực hành thần bình thông trí cứu điệp và thuật địa phủ nhưỡng vong nhân chúa giả duy hồn đặc thần đán hạ tê thứ giác thịnh niên phú quyền sơ nhị nhật thích ca như lai trí giáo đệ tử thần phục hành thật tu cắn thú kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh thuyền lưu tiểu phù gia sư khải kiến trai đàn trung viên nhi tâm bán đàn thần đắc thử lai từ tân an giao qua phụng hành pháp sự kim pháp cung văn hạ hạng tình nguyện nhất nòm thượng hạ phong ân cũ toàn ngưỡng thiền thần lực cần cần tê trình phật quốc lưu ly cung tấu tiên diệu tiên kim ma quyết cung tấu tiên phong đô cung tấu tiên phủ tăng công tấu tiên dương phủ đại nhạc cung tấu tiên thì hải nhân trình chi chung bán công yêu ma vô đắc trở thiên phủ diêm ma sứ giả án hạ chuẩn thử thì phủ không hành sứ giả án hạ chuẩn thử biểu từ đông định ngọc bệ hoạt đồ nhi thất tự hoạt đề cũ thất hàng cảm phiền sứ giả cung khất trả đi mất khất cương hàm tiếp nghệ quan âm cao thông thiên đức ngọc ngũ bồ tát phụng đệ đan trì kim quyết cầu thành phù thân giám cái thị chi tiền giá tật tất tiêu lâm giám phó đàn tràng chứng minh công đức hộ ý chi linh chi cảm thị thánh thị hiển khứ lai hô hấp chi gian bán phản tu tư chi tế kim tắc cung môn ngũ vị sứ giả long đao trả phòng lưỡi hậu tùy tướng bào khôi kỳ
nhân minh tín đầu vi bộ thanh tú tài bộ vân mi tam giới tuần chu ngũ phương xuất nhập tam giới đạt tam quan biểu sơ chạm thân giai tất qua tiền thỉnh khi phật tối hân hoan báo trả ngân tiên đại hình tông ba biên thành tiên sở hữu hịch văn cần đương tiên đọc. Chiếu tứ phương rộng thiên hỏa xỉu thiên diệm mãnh hỏa thân hỏa thăng thiên thượng thìn hoặc hữu thiên ma ba tuần ngoại đạo vĩ chẳng triệt thiên hình thiên quan tí địa tịch xỉu bảo hộ nhân sinh dần kim thời đệ tử phục tống thiên đình úng tốc khai thiên khai địa khai thủy môn hồng phấn cha sa hạ hợp minh thiên đế nhật nguyệt viên minh thanh nghi sứ giả thìn bạch y đồng nương hợp di lạc phục biểu xỉu át nan tê chương ly quan âm dẫn lộ xỉu ngọc nữ khai chương ngọa kim đồng bút ký tý phán quan lục danh thìn trai chủ kỳ đạo sở nguyện như tình uống mani bát minh hồng 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 thượng lai văn sớ tuyên đọc chúng du sớ đối thành lai ngũ vị sứ giảng gia chủ bái sơ văn hóa chúc giao vi phạm tướng trang nghiêm quản ứng đáng lễ chi
Vương, đệ Hà Vũ Điện Diêm La Minh Vương, đệ Lục Điện Biến Thành Minh Vương, đệ Thất Điện Thái Sơn Minh Vương, đệ Bát Điện Bình Trinh Minh Vương, đệ Cửu Điện Đô Thị Minh Vương, đệ Thập Điện Chuyển Luân Minh Vương, và Cập Lục Viện Thượng Thư Tào Liễu Viện Trưởng Tý Quan Địa Phủ, chư Ngọc Đẳng Thần Duy Nguyện, Bất Xả Huy Quan Thỉnh Giang Đạo Tràng, Độ Vong Giải Thoát Hương Hoa. Thần bái hình kim biên kim nhật kim thời hư không quá vãng thần tiên tứ trưởng công Tào Vũ Phương sứ giả chỉ dẫn đồng tử dẫn đạo tướng quân kim liên lương cai thái tuế chi đức tôn thần bản phủ châu huyện thần hoàng tôn thần bản cảnh đương cai xã lệnh thủ thổ chi thần đương sứ thổ địa chính thần bản gia thổ công táo quân vũ phương long mạch tiêu dẫn tài thần hậu thổ tiết độ các chư chân linh duy nguyện thừa tam bảo chi diệu lực trượng bí mật chi chân ngôn thủ nhật kim thời lai lâm pháp hộ thành viên thiên tù trại chỉ lẽ yêu cầu giải thoát tù chậm tử quang viên hữu Việt Nam quốc cả Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Liên Thuận xã An Cư thôn kim thần tiến chủ cung thừa thân mẫu nguyễn thị su nam tử hoàng đức minh hoàng văn thắng hoàng văn chiết hoàng văn công hoàng văn minh hố tử nguyễn thị nguyên ngô thị thùy vũ thị mai anh Nguyễn Thị Tình, Đỗ Thị Hồng Thúy, Hoàng Thị Hậu, Nữ Tử Hoàng Thị Hoa, Tôn Đội Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Thị Như Vân, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Thị Vân Anh, Hoàng Đức Cá Tài, Hoàng Thị Huyền Trang, Hoàng Xuân Mạnh, Hoàng Thị Minh Trang, Hoàng Thị Hồng Ngân, Hoàng Thu Huyền, Hoàng Huyền Mai, Bùi Hồng Anh, tôn tên Nguyễn Thành Dương, Vũ Việt Dũng, Nguyễn Văn Đạt, Đặng Tôn Nguyễn Đức Chi, Nguyễn Đức Minh, Vũ Việt Nhật Nam, Nguyễn Hoàng Hải He Đăng, Nguyễn Hoàng Hải Phong, Vũ Trường Chi, Vũ Trường Vi, Hợp đồng giữa Môn Quyết Đăng phục vì chính tiết hiển khảo Hoàng Quy Công Tử Húy Thủ Phu Quân, Nguyên bệnh nhà sinh đinh bão điên thủ sinh hưởng thượng thọ cứu thập tam bát tuế đại hạn ngư giáp thìn niên tam nguyệt thập nhất nhật mùi hệ thời mệnh trung cứu trung phụ tiên tha gia ha tiên phụ hoàng văn kê chân linh phụ hoàng bố mưới chân linh phụ hoàng văn cật chân linh phụ hoàng văn cật chân linh phụ hoàng văn ngân chân linh liệt sĩ hoàng văn cân chân linh tiểu nhi vũ việt hoàng chân linh cụ bà vũ thị mậu chân linh cụ bà nguyễn thị bấm chân linh cụ nguyễn thị đúng chân linh cụ hoàng thị ngân chân linh phá cần cao tặng tổ khảo cao tặng tổ thị bá thúc huynh đệ cô duy tỷ buổi đồng lai cộng hương thiết niệm chân linh nhất chân điểm hóa thư đại quy công bình minh hồn khư vũ trưởng thiên thách quy đại địa bất bằng thiên bạc na đáp chiếu thăm gia thị kinh nguyệt các nhật tu thiết na trái đàn trung viên nhi tán cờ sở thiên nhi vãng sinh bảo gia một như cát canh cần cụ sơ chi thành thượng phục cung a di nam mô thập phương vô lượng thượng chủ tam bảo chư phật bồ tát kim liên tọa
Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành viên tọa hạ tâm giới thiên vương tư phụ vạn linh cầu đồng thành liên ngọc vệ hạ. Nam mô đại thanh mục kiền liên tôn giả liên tọa hạ. Nam mô địa tạng vương bồ tát liên tọa hạ. Diễn ra thiên tử thập điện là minh vương tọa hạ. Đương liên thái thế chí đức tôn thần lưu cầu thần hoàng bản thổ tôi linh tử hạ. Cung võng hồng từ động thủy diêu giang phục nguyện từ bi vô lượng lên mãn hữu tình. Quảng a tế minh độ trong a chi trì chân a linh giải thoát hoàng a di bát phúc chi yên a phụ tử tôn a lưu khanh lưu miêu a dễ canh nguyện phụ tiên tổ tiên cao tầng tổ cao cao tầng tổ thì thúc bao huynh đệ cô di trì gọi đẳng chư chân linh đồng chậm trai diện siêu đăng định cảnh đán thần hạ tuyển vô nhân kích thiết bình danh chi chi căn sơ thiên vận giáp thiền điên ngũ nguyệt sơ nhị nhật lễ chủ tâm thành khâu đầu thượng sơ là chủ con lê dâng sớ đầu tôi tay con dâng lá sơ hồng dẫn lên tam báo hội đồng chứng minh a di đà phật. Xưa kia trời đất chưa phân, chúng con không biết lỗi lầm vì đâu. A Di Đà Phật. Lòng tin khấn sơ khấn cầu, khấn sơ khấn điểm thầy đâu cho đường. A Di Đà Phật. Chứng rằng Phật pháp đường hương thầy đâu cho đường khắp hết mọi nơi. A Di Đà Phật. Chúng con đây Phật Thích Ca ngài nữ sen vàng ngài cho anh xét sơ. A Di Đà Phật. Con lại quan bắt đầu dở sớ ra soi sớ có lòng thành tập phúc cầu siêu. A Di Đà Phật. Con Nam Mô Đức Phật Di Đà đệ tử chúng con quy đâu sớ Phật bà dâng lên. A Di Đà Phật. Dâng lên đến cửa an tiền Phật bà cứ lấy dâng lên trung thiên Phật trời. A Di Đà Phật. Lại có thái thượng lão quân lại dâng lên tận trung thiên đế đình. A Di Đà Phật. Chúng con cầu Phật cầu trời Phật ban cho bốn chữ thọ trường vĩnh hoa. A Di Đà Phật. Nam mô tam châu cảm ơn tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế. A Di Đà Phật. Tâu sơ này tới thi bộ long cung. A Di Đà Phật. Cầu cho các gia các chủ bình yên đất nước hòa bình đến được âm no. A Di Đà Phật. Nam mô cứu hộ cứu nạn đi cả quan thế âm bồ tát. A Di Đà Phật. Nam mô cứu hộ cứu nạn đi cả quan thế âm bồ tát. A Di Đà Phật. Nam mô cứu hộ cứu nạn đi cả quan thế âm bồ tát. A Di Đà Phật. Cầu cho gia chủ bình an con cháu thọ trường vong được tiêu sinh. A Di Đà Phật. Con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Thượng lai văn sớ thiên đọc thí chú sơ đối Phật thánh điển gia chủ vái ba vái văn hóa. Thank you.
Bồ Tát chúng hiệp vô biến thứ thập bát nguyện độ chúng sinh tứ phẩm hàm linh văn bỉ ngạn. U Minh giáo chủ bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát được nhân dụng liễu chi tam thế ưu quan pháp giới như đạo phá địa ngục chân hồn. Cứu thoát trầm luân khổ ải Như Lai giáo hữu triệu thịt chân ngôn cần đương chỉ cần đa mô bổ bổ đề lý đà ni đa ni đa ni định thành nhiên huyền nhiên toàn thế xa cư tôn kim thật thần tiết chủ cung thừa tổ mẫu phạm phạm nguyễn thị hạ du nam tử nguyễn đức vinh hoàng văn thắng hoàng văn chiến hoàng văn công hoàng văn minh quốc tử nguyễn thị hắc ân ngô thị vi vũ thị mai anh nguyễn thị đình đỗ thị hồng thúy hoàng thị hoa tôn nội hoàng minh tuấn hoàng thị như vân hoàng thị việt hà hoàng thị vân anh hoàng đức cá tài hoàng thị huyền trang hoàng xuân mạnh hoàng thị minh trang hoàng thị hồng ngân hoàng thu huyền tôn tê nguyễn thành dương vũ việt dũng nguyễn văn đạt tàng tôn nguyễn đức chi nguyễn đức minh vũ việt nhật nam nguyễn hoàng hải đăng nguyễn hoàng hải phong vũ tường chi vũ tường vi hợp đồng dương côn quyết đăng phục vì chính tiết hiện khảo hoàng quy công từ quý thủ phu quân nguyên bệnh sinh định não niên thủ sinh hưởng thượng thọ cứu thập bát tuế đại hạn tư giáp thìn niên tam nguyệt thập nhất nhật buổi thời mệnh trung tiểu hợp trung hợp phủ tiết tổ tiên đồng hành trưởng khách trai hát đàn quân chiêu phúc cảnh đốt bao trần thế bất thủ tây quy nhất thức bất hồi thiên thu vĩnh biệt tư điện phù lao đạp thân tiết bạc do thị phần hương nước không triệu thành các chư chân linh thừa tam bảo chi diệu lực triệu bí bột chi chân thâm ôn thứ nhật kim thời lai lực pháp hồ hương hoa thay đắp bách hoa thành mặt hậu đáo đầu tân cổ nhất chàng không người có chữ trình ly rồi con người ta sống ở trên đời chẳng khác nào như đàn ông kiêm mật sớm xuôi chiều ngược cành đỏ qua kia dành để đổ dày không ngờ ngày nay gió mưa tan tác lạc đàn cháu con. Còn người ta chẳng khác gì đàn ông sống có chiều không với vong hồn với sự đời đã vậy. Kinh cứ vì Việt Nam Quốc
Hà Nam tính cách Liêm huyện An Liêm thuận xa An cư thôn cung thừa thân mẫu nhất thị xu Nam tử Hoàng Đức Vinh Hoàng Văn Thắng Hoàng Văn Chiến Hoàng Văn Công Hoàng Văn Minh Hồ Tử Hưng Nguyễn Thị Hân Nguyễn Thị Thủy Vũ Thị Mai Anh Nguyễn Thị Tình Đỗ Thị Hồng Thúy Hoàng Thị Hoa Hợp đồng đại gia quân Nam nam nữ tử tôn đồng dương môn khuyến đóng phục vị chinh thiên chân đình hiền khảo hoàng quý công tử thụ phủ quân cùng phả cặp các đảng chư chân linh gia tiên đồng chuyện trai làm những chiến công đức đốt phao trần thế bất thủ tây quy nhất đức bất hồi thiên thu vĩnh biệt tư điện cù lao đặc thân thiết bản tư thị phận hương nước không triệu thịnh các chư chân linh duy nguyện hồn như tái nhật bách tử sinh thời bằng pháp lực chi hoàng thân trưởng phật từ bi nhi dân chi tam duyên vĩnh đoạn thập địa đốn siêu các phó đạo tràng chứng minh công đức thương hoa thử hoa thì nhất tân phần hương tam triệu hoa thịnh nhất phù mẫu ân tâm trung hữu biệt phù thề nghĩa trọng giả phần vì nhân tình từ điểm đồng lâm túc đại hạn lai thời các tự phi hỡi hỡi các chư chân linh ơi con người ta sống ở trên đời phải biết rằng tổ tiên công cha mẹ chiếm chỗ ướt để nhường khô giáo ơn cha mẹ nuôi bằng đất độc sông sâu lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sinh thành đi sắp sớm hồn thường thanh tịnh tuy hiểm đường xa cách thôn đường nhưng phật pháp ra chỉ đất ơn là tình như loan phượng nghĩa tựa sát son bao tháng năm theo khích khăn sơn này bỗng chốc phân đi đôi ngã đau xót nhã kẻ đi người ở buồn thương thay ông khuất bà còn báo đáp nhau chúc nghĩa sát son cầu phật độ cho hồn sang tỉnh nhà hà độ nay con trai con dâu con gái con rể cùng các cháu họ hàng anh em thân quyến đẳng ân cần từ xưng phục vì chi tiến chân linh hoàng quý công tự văn thụ chân linh chính hồn nguyên cùng phả cặp hội đồng các đồng chư chân linh gia tiên tiền tổ bà cô mấy cô con cô vong mấy vong đồng chuyện trai đàn siêu sinh tịnh độ đôn phào trần thế phân tụ tây quỳ nhất đức bất hồi thiên thu vĩnh nhà biệt văn bảo đạt di lai lâm trường thần công nhị dân chi nhất chân khiết tình ngũ phúc trừng thanh thị nhật kim thời lai lâm pháp hội hương hoa kim cương lai hộ trì thập nhân tất thanh tịnh an pháp đế chân na thần chân na đi là chân na sa hạ quyền chư phật dĩ thần thông lực ra trì thanh thủy ra đắc thành hương quán sai linh hồn chỉ nghiệp ba trước đức chiêm công đức bác tây à ha phương chư chân chư vị có sáng đại vân thù tam bồ tam tiểu tam bồ đề cô chi vân đát địa ta án chết để rủ để chuẩn để sa bà án chết để rủ để chuẩn để sa bà ha tâm sẽ tập đi ba lần nghiệp ba trước đính chấp công đức cơ bác tây à hà phương chắc chắn 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 ch
tiên chủ cung thờ thân mẫu Nguyễn Thị Xu, Nam Tử Hoàng Đức Vinh, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Chiến, Hoàng Văn Công, Hoàng Văn Minh, Hợp đồng nữ tử Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Hoa, Hợp đồng Dương Môn Quyết Đảng, Tình Chỉ Cờ Vì, Tiến Cung Tư Cửu Trai Tuần, Tiến Cấp Minh Nhi Nhất Nhất Kê Khai, cấp cho chân minh cụ Hoàng Văn Kê, cụ Nguyễn Văn Mỗ, cụ Hoàng Văn Cật, cụ Hoàng Văn Ngật, cụ Hoàng Văn Ngân, cụ Hoàng ông Hoàng Văn Cân, Vũ Thị Việt Hoàng, Hoàng Văn Đỏ, bà Nguyễn Thị Đồng, Nguyễn Thị Đúng, Hoàng Thị Ngân, Minh Nhi mỗi vòng nhất đã kiện hoàn chỉnh. Tiến cấp chân linh cụ chính hồn Hoàng Xuân Thủ chân linh, Minh Nhi ngũ bộ nhất chiếc nhà tầng, nhất bộ chân ga khối đẹp, giường xe đạp tivi tủ lạnh đài các xếp, kim ngân hoạt cung thiết đạp sở hữu hoàng lộc viện trưởng, Minh Nhi sứ giả chữ quan khanh phong hỏa vũ lâm đại thần giám độ thất quan án hạ, siêu uy trạng hồi các phó ủy viên chứng kiến tả lý nhân sâm tứ thành cảnh vi bằng cần thử hàng. Tập đoàn khách lên đây hồn ra ta mắt nước mây trang bộ đây là quần áo đồng hồ thì hồn nhận lấy xuống ngay bản đàn, kia là quần áo dương gian thì hồn khách mà đàn thương hôn tập tàu sát hạ đi sứ giả hành cố hành quân tốt đôi nhân hóa ký chủ đình lập đoàn đốt mã sắp hôm nay có ngay thời đình tiết đi hạ thiên phả tội ra tiên câu đốt mã nhờ quan giao phó tôi được thì công giám đàm nhân bộc của công thanh cảnh công hay ông dương như ký dương đồng có lấy giấy với đâu thật bằng ba như dụng ý đăng quân ra trên lại ngoài làng gấp đông như đấy nam bắc trung bộ ảnh hỏi tỉnh vô danh các tác phẩm hành trên bàn những kẻ nào không tên trong giấy không được ra tháo thứ hay hoa ân cần các quan ta đâu có giới nhờ quan giao phó các sư chân linh hồi âm du đạt với vi kỷ vật dựng ngoài tỉnh vô danh các tác phẩm hành chiếm ba hà đoàn thượng đài văn sớ tuyên đọc ý chung sớ đối ra tiên tiền tổ con cháu vái bà vái văn hóa vái bà vái văn hóa bà ăn nhá ba la mà ta thân kinh quán tứ đại bồ tát hành tâm ăn nhá ba la mà ta rời chỗ hiển vũ quần dây không đổ nhân thiết được phải xa lấy tổ sân với thị công thầy vương phật quốc thắng xa bà vô lượng vô biên công đức đa dục đắc sinh linh sinh tình độ cửu liên đại vạn lễ di đà có lễ ba mái rồi chúc từ sau nhá các vị chân linh huy phật các nhà thao lên lời nói các vị chân linh quy Phật các vị chân linh quy Pháp các vị chân linh quy Tăng chân linh Hoàng Văn Thục quy Phật chân linh Hoàng Xuân Thục quy Pháp chân linh Hoàng Xuân Thục quy Tăng các vị chân linh quy Phật các vị chân linh quy Pháp các vị chân linh quy Tăng quy Phật lưỡng túc tôn quy Pháp ly dụng tôn quy Tăng chúng trung tôn quy Phật bất lạc địa ngục quy Pháp bất lạc ngã quỷ quy Tăng bất lạc xuất sinh quy Phật kính quy Pháp kính quy Tăng kính các vị chân linh quy Phật các vị chân linh quy Pháp các vị chân linh quy Tăng quy Phật lưỡng túc tôn quy Pháp ly dục tôn quy Tăng chúng chúng tôn quy Phật bất lạc địa ngục quy Pháp bất lạc ngã quỷ quy Tăng bất lạc xuất sinh quy Phật kính quy Pháp kính quy Tăng kính các vị chân linh quy Phật các vị chân linh quy Pháp các vị chân linh quy Tăng quy Phật lưỡng túc tôn quy Pháp ly dục tôn quy Tăng chúng chúng tôn
ra vi vật để an hiền, là lành, làm điều thiện, vô oan giáo họa, không lấp đầy văn cơ, không làm gì sai trái, thiện nghĩ thiện, thì sau này mình mới thoát được khỏi địa ngục. Đây là quy y Phật, quy y pháp, pháp là kinh sách của Phật, Phật để lại kinh sách để chúng ta tụng niệm học hỏi để nó đạt theo. Nên là tăng quy y tăng là các sư tu hành chân chính là tụng kinh niệm Phật cầu cố thái dân an. Cần được gì gia đình, các gia đình cần những các sư thì xin giúp đỡ. Đây là quy y tăng, quy y Phật cũng túc tôn. Phật có 32 vẻ đẹp, 80 vị trang nghiêm và 8 vạn 4.000 thế hạnh. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy Phật tuy tốt đấy, thế là mình hoan hỷ, mình được phúc. Nên lúc nào mình khó khăn, cáu gắt, khó chịu, nên mình nhìn thấy Phật, thấy Phật hoan hỷ, từ bi, mình giảm bớt cái ác đi, giảm bớt cái giận dữ đi, thì con cháu được nhờ. Mình đánh giá quá, ngoan ngủ chửi rủa làm thế rồi con cháu nó ghét, nó giận, thế là mình thiệt thòi mà đau khổ. Cho nên là theo pháp là kinh sách của Phật, không theo nhìn anh Phật là mình tư vi thị xã. Nên là ngài có cái hàng tướng 32 tướng, 80 vị trang nghiêm và 8 vạn 4.000 thế hạnh. Quy pháp đi dục tôn, đi dục là xa cách, không sát sinh, không trộm cắp, không đi dối, không uống rượu, đấy, không lừa đảo. Đây là mình theo luật của Phật như vậy đấy. Nhưng người ta sống làm sao thì giữ gìn được cái đức hạnh. Phật chỉ cho chúng ta là quy Phật, quy pháp, quy tăng như thế. Pháp là kinh sách để dạy dỗ, không xa đoạn, không đau khổ, sống cuộc đời là vui vẻ, mạnh khỏe, an nhiên thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Gia đình bất hạnh, nay chửi nhau, mai cãi nhau, chồng chửi vợ, vợ chửi chồng, chồng ngoại vợ ăn quà, chồng uống rượu, con cờ bạc, thế là gia đình tan nát, hạnh phúc được không có. Nên Phật chỉ chúng ta là tất cả mọi người trong gia đình phải thương yêu giúp đỡ nhau, không nói sai, không làm sai, không nghĩ sai, không vu oan giáo họa cho nhau. Nhất là nhà chồng dâu thì dâu yêu chồng, hàng xóm láng giềng yêu nhau nhưng quý khác nhau nhìn xấu. Thì cha mẹ mất đi rồi anh em bằng nhau thì gia đình hạnh phúc. Đây là thực hiện Phật dạy. Quy tăng mới là xuất sinh, tăng là chuyển hóa đạo Phật, rằng kinh này một không lừa đảo của người ta làm của mình, thân mình không làm thân châu bò, thân châu bò được người góp bày trả nợ, kiếp sống là người, gian tham của người, trộm cắp của người, vay không giả, nợ không chịu. Thế cho nên là sau đây uống châu bò, uống cơn lã, ăn quả, nợ cho đời, từ của lâu mà bệnh tật nữa. Khi đi viện là không có tiền mà tiêu pha, cho nên là gia đình mình bất hạnh chỗ đấy, vay không được, xin không cho, là mình khổ, nó chết vì bệnh, có bệnh chết vì bệnh rồi nhưng mà không có tiền mà chữa, cho nên là mình đau khổ như vậy. Tại sao thằng con chó cứ bổ nhà cho người, khi người khác người trên người ăn mày nó hèn xin, người nào giàu có mà khi người là người ấy khổ, đời sau là nghèo đói, khi người ta nghèo mà sau người ta giàu thì mình đi xin người ta, nên là không nên khi ai cả, ai giàu ai nghèo là mỗi một phận một số, biết niệm Phật, biết làm thiện thì sẽ giàu, biết tiết kiệm, biết làm ăn là sẽ giàu, chứ đừng có đi cầu đi cúng rồi là bổ tôi giàu là kiếm được không kiếm quá đâu. Phật không cho gì hết, Phật chỉ cho trí tuệ thôi. Trí tuệ là người được thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để chia sẻ với nhau trong các con việc làm, nên là chia sẻ. Chứ bây giờ cứ đang trong chùa này, ba chùa khác, cứ đầu là cầu khuyên thì không có đâu. Nên biết tụng kinh, biết niệm Phật, đấy là mình cũng giải thoát rồi. Cái nào là kinh Phật? Kinh Phật là trong khi giảng kinh thì cũng hay là tụng kinh, mình chú ý nghe, tôn kính các ngài, mình được phục lợi đạt. Kính pháp, pháp là kinh sách của Phật. Kính là mình nghe giáo pháp để mình học làm theo. Kính tăng là các sư đến ở chùa hay ở đường hay ở nhà trông thấy là A Di Đà Phật, thế là mình có phúc. Mình quay thường các sư thì mình xong mình niệm các báo. Từ tính chúng sinh thể nguyện độ, từ tính phiền não thể nguyện đoạn, từ tính giác môn thể nguyện học, từ tính Phật đạo thể nguyện thành. Hướng lai chân ngôn tiểu thì mới hôm nay giáo phó đạo tràng sám lễ tam bảo để lấy ba vái. Thế nào là sám hối? Sám hối là con cái mà sai với bà cha mẹ xin lỗi sửa tội là hết. Đến công giáo thì xin tội với cha. Đến nhà chùa là sám hối, sám là nói đen tối, việc làm đen tối, suy nghĩ đen tối, hối là hối hận, hối là hối cải, từ bỏ cái ác đi, cái ác tâm đi thì mình sẽ thoát.
và luân hồi phục thú ra vạn địa ngục, là mình tự giác và giác tha, tức là mình biết tội trong cái xã hội đó. Trong kinh bao giờ cũng có quyển văn tinh sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham chân si tổng thân khẩu ý chi giờ sinh nhất thiết mã kim giai sám hối. Tội ấy là do đâu? Do mồm mình, mồm mình nói sai, thân mình đánh đập con cháu hàng xóm, ý mình không cho người, nên là cái tâm ý không trong sạch thì nghiệp nó đến. Mình thương con thương cháu giúp đỡ chúng nó thì mình được lợi là cầu sám hối bồ tát ma đã nam mô cầu sám hối bồ tát ma đi từ với sám hối thân chuẩn ý chí nhiều những điều gì thủ cả hưng đồ thiên ba phần mình nói trước đó sư phụ tam tế đại sư với sư tử cùng tam tinh quan bảo mật tam giáo vô minh ấn thủ đại sư đại tùng bảo thủ tam tự chi chi ký
nhân hương bát nước cực cảnh cũng giảm. Hồi hồi sắc cảnh tuôn rơi hàng lệ nhỏ dần dần, như nơi ăn chốn ở vòng nằm, như buốt ruột và con cháu chắc trên trần thế mấy dòng kẻ chiêu hồn về tham thả nguồn cơn cầu an linh phù hộ cháu con, cầu thần tổ cho hồn lọc chiêu sinh tình. Gương thơm lòng thương chiều tình, trái đẻ đất nuôi biết na cha trả lấy gì lượng thịt nước quan công quan vun biệt sánh chi tài, đây nền nhân đây nền nghĩa do tổ tiên gây dựng mà nên, nọ là ngọc nọ cành vàng bài công đức chất chồng mới có hiếu đạo nghĩa mới thành gần gũi rõ nguồn cơn sẽ chẳng xa đâu, dù âm dương ngũ hiển khác nhau nhưng Phật pháp để về thật là dễ gì á. Kim cư Việt Nam quốc Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Liêm Thuận xã An Cư thôn, kim thần sám chủ cung thừa thân mẫu Nguyễn Thị Xu, nam tử Hoàng Đức Vinh, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Chiến, Hoàng Văn Công, Hoàng Văn Minh, nữ tử Hoàng Thị Hoa, hợp đồng tử tôn hôn tế đồng gia môn quyết đảng phục vị chính tiên tứ kiểu trai tuần hiển thị Hoàng Quý Công, quý thủ chân linh nguyên bệnh sinh linh bao điên muội nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng thượng thọ cửu thập bát tuế đại hạ tư quy giáp thỉnh liên tam nguyện thập nhất nhật tỷ thải bệnh trung tiêu trung phù tiết tổ tiên cao tặng tổ khảo cao tặng tổ thị cô di thị muội việt thân đã thích đẳng chư chân minh đồng trượng trai đàn quân chiêu phúc cảnh duy nguyện xin nguyện cho các chư chân linh thả cặp hội đồng gia tiên tiền tổ trưởng phép màu trừa lương chư Phật nhà chân ngôn bí mật tối linh về đây thủ hưởng đơn thành nén hương bát nước cơm canh cũng lại đốt hương thơm hai phen chiều thỉnh ca trước linh sàng thân quyết tề quy tụng kinh nghiệp Phật gia chỉ nghe câu chiều thỉnh các chân linh về thủ trai xin nguyện cho các chân linh chờ phép bào tựa lương chư Phật nhờ chân ngôn bí mật tôi linh về đây thủ hưởng đan thành nhân hưởng bát nước cơm canh gia môn cúng dường bái. Mừng ngày qua vừa sang gần xa tụ hội gia đình đông hoa vui ơn trời đất cao dày che nước trong nguồn bể cả sông sâu năm sau nuôi dòng mãi mãi ai trồng cây ta hái quả ngon vậy nên dạy cháu khuyên con vun bề tổ trạch dư tròn gia thanh trong gia đình trên bình dưới thuận trong họ hàng bạch nhẫn thai hòa
xuân về thăm chỗ muôn hoa, non sông gặp hội ơn ca Thái Bình. Nay buổi lễ kinh thành bái tạ, chư tiên linh trả lại tư đường. Tà chiêu hữu mục theo hàng tình anh hội tụ, khói nhang phụng thờ. Tuy nén hương nghi đường sơ lễ nhỏ, xin lượng trên thâu tòa lặng tình. Nguyện cầu tứ phủ vạn linh thập phương tam bảo chứng minh hộ trì. Khẩn thiết chí thành khấu đầu bái tạ các chữ tiên linh. Hữu sơ văn cảnh đương tuyên đọc lịch sử. Phục di mộc chi hữu bản sinh thành ngưỡng lại ư tài bồi, nhân chi hữu thân tường dưỡng dục bằng ư phụ mẫu nhân bản hồ tổ tất giã sinh thành cầu chi tất đứng nguyện giã tổng tâm kim mơ cứ Việt Nam quốc Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Liêm Thuận xã An Cư thôn thượng phụng Nga cung thừa thân mẫu Nguyễn Thị Du nam tử Hoàng Đức Vinh, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Chiến, Hoàng Văn Công, Hoàng Văn Minh, hôn Na Tử Nguyễn Thị Nguyên, Ngô Nga Thị Thùy, Vũ Thị Mai Anh, Nguyễn Na Thị Thanh, Nguyễn Thị Tình, Đỗ Thị Hồng Thúy, Nữ Tử Hoàng Thị Hoa, Tôn Na Nội Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Thị Như Vân, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Thị Vân Anh, Hoàng Đức Tài, Hoàng Thị Huyền Trang, Hoàng Xuân Anh, Hoàng Thị Minh Trang, Hoàng Thị Ngân Hồng Ngân, Hoàng Thu Huyền, Hoàng Thu Huyền, Hoàng Huyền Mai, Bùi Hồng Anh, Nguyễn Việt Dương, Vũ Việt Dũng, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Đức Chí, Nguyễn Đức Minh, Vũ Việt Minh Nam, Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Hoàng Hải Phong, Vũ Tùng Chi, Vũ Tường Vi, Vũ Tường Chi, Vũ Tường Vi, Hợp bà đồng tử tôn hôn tế đồng gia hôn nguyên na đặc nga tình chỉ cả vì tứ kiểu trai tuần hiện khảo hoàng quý công tự huy thủ chân linh nguyên bệnh sinh linh mão niên huệ nguyệt thật na thời thủ sinh hưởng thượng thọ cửu thập bát tuệ đại hàn giáp thìn niên tam nguyệt thập nhất nhật bùi thời mệnh trung tiêu trung phụ tiết tổ tiên cao tặng tổ khảo cao tặng tổ thị cô di thị muội bá thúc huynh đệ đồng lai cộng hưởng tổ đức phụ giám phan tân ngôn niệm thật đẳng sinh cư riêng thế do thị kim nguyệt cát nhật tuần lâm tứ cửu trai tuần thịnh phật báo ân phả đồ tổ tiên kiển cờ siêu dương khách quân lại sự do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật khoa phạm tuyên hành phù hữu sơ văn kiển thân thượng tấu cùng vi cao tăng tô khảo cao tăng tô thị cô di thị muội bá thúc huynh đệ đồng lai công hưởng phụ thi âm nạp giáp tri nhị tử di diễn tri thừa bảo gia môn các khánh tài lộc lượng tiết nhân vật bình an tổ đức âm phù chi được giã cẩn sơ thiên vật giáp thỉnh điên ngũ nguyện sơ nhị nhật nàng tiền dục bằng phó đô thiêu hóa thần âm dương mẫu
đồng phu tây hương thượng thiện đế nhật nguyệt chi minh hạ giới chúng còn lấy âm dương làm tin giả dạ, khang tin cậy là tiền là tốt xin bài nhá và cung kính đâu thôi đi cùng đi. Thượng lai văn sơ tuyên đọc di trù sơ đôi đàn thiền dục bản hòa hóa được rồi. Ta lễ tổ tiên ngũ bái xanh ngọn nước có nguồn bé cả sông rơi người ta sinh trường bởi đâu rõ ràng